Tự được vừa rồi là mượn xe rồi trộm luôn rồi đem đi cầm, thì có đồng chí Hải đã bắt rồi, giao cho người nhà đã điện thoại cho công an phường Vĩnh Phú, nhưng mà sao không biết sao mà đối tượng đã được về, nên bà con bác vợ chia sẻ giùm tôi những cái cảnh đời này. Bà con chia sẻ giùm tôi những cảnh đời này ha, bà con có bác cho tôi mượn tấm hình. Bà con bé lại chia sẻ thấy gặp bé này đâu, điện thoại về chị Minh Hải, bé này bữa không có quay đi với đối tượng đó, mới 14 tuổi thôi, bé đấy mà gặp đám cưới này kia, 14 tuổi mà đòi đám cưới. Bà con bé lại chia sẻ giúp giùm mọi người, chia sẻ hiện nay là rất là đau khổ, những bà mẹ, những bà ngoại này kia rất là đau khổ với con cái của mình đó. Bà con bé lại chia sẻ, bà con bé lại chia sẻ giùm tôi nha, có anh không, bà con bé lại chia sẻ. Dạ, xin phép cô, xin phép chị gái. Cô với chị gái có thể chia sẻ cái câu chuyện mà bé gái đang cầm trên tay này, và cụ thể và hiện nay thì gia đình mình đang sinh sống tại đâu và họ tên là gì ạ? Bé này là Nguyễn Ngọc Trân, con em là Nguyễn Thị Thúy. Dạ, xin phép chị, để chị có thể chị giới thiệu cho cô chú anh chị trên cộng mạng biết được chị họ hiện nay chị sinh sống tại đâu. Em đang ở ở trọ ở An Phú, Thuận An, Bình Dương. Còn họ tên của mình là gì? Nguyễn Thị Thúy. Nguyễn Thị Thúy nha. Dạ. Rồi chị đang cầm cái tấm hình trên tay, chị về đây báo tin cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương là con gái chị ấy, là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con em được 14 tuổi rồi. Họ tên của bé đầy đủ. Nguyễn Ngọc Trân. Nguyễn Ngọc Trân. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương ở đây mới đăng tải chia sẻ một cái video mới được khoảng hơn 10 tiếng đồng hồ, thì nhận được một cái thông tin một cái thanh niên về đây cầu cứu là vì bị một người bạn mới quen ở trên mạng internet lừa đảo một chiếc xe. Thì hiện nay chiếc xe đấy thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương đã tiếp cận được và đã tìm được cái thông tin của cái người lừa xe, và chính cái người cái thông tin cái người lừa xe đó mà lại chơi thân, gọi là một cái có một cái mối quan hệ với con gái của chị. Thế vì vậy các anh em đăng tải lên thì chị mới biết được thông tin phải không? Dạ đúng rồi. Chị có biết là cái mối quan hệ mà con gái chị ấy, mà quen cái thanh niên đó, quen cái thanh niên mà xăm trổ ngày hôm qua mà anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương mà đăng tải chia sẻ nó cái video ấy, là nó là sau lưng xăm con cá chép á. Là cái mối quan hệ quen lâu chưa chị? Dạ em cũng không biết nữa, nhưng mà dẫn con em đi là được hơn một tháng rồi. Đi là lúc 14 tháng 11 á. Rồi xong cái là tới bữa 12 tháng 12 là dẫn con em về. Là trước khi đi đó đó là con em đeo một cái lắc với một cái nhẫn với một cái điện thoại. Rồi cái ngày 12 tháng 12 á, về thì con em không còn cái gì nữa hết. Rồi em mới nói là về rồi kêu gia đình bên kia qua. Tại vì con em chưa đủ tuổi mà. Rồi kêu gia đình bên kia qua cho em nói chuyện. Rồi cái người con trai đó nói là 2 tuần nữa mới qua. Thì em cũng nói là để 2 tuần nữa qua đặng cho em nói chuyện. Tại vì con em 14 tuổi rồi dẫn con em đi vậy đó. Rồi xong rồi hứa. Rồi xong rồi cũng cho đi về bển. Cái ngày chủ nhật đó xong cái ngày thứ hai á, là ngày 13 bữa 10 thứ hai tuần trước đó là đi dẫn con em đi nữa là lấy luôn cái xe Sirius của em luôn, lấy luôn rồi em không có liên lạc gì được hết. Rồi hôm qua em mới thấy cái clip của anh Hải đó. Chị có thể chia sẻ cái câu chuyện cái mối quan hệ cái người bạn mà chơi với con gái chị mà đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương hôm qua mới bắt được để giao cho gia đình và gia đình giao cho công an để mời cơ quan công an làm việc, là họ tên của thanh niên đó đầy đủ là gì, chị có biết không? Không biết không. Chị có biết tên không? Hôm qua em coi cái clip anh Hải quay là hỏi cái người đó, là người đó nói tên là Trịnh Quốc Bảo á. Năm nay là bao nhiêu tuổi chị có nhớ không? 21 tuổi. 21 tuổi, quen con gái chị 14 tuổi. Dạ. Mà chính miệng con gái chị nói ra là chuẩn bị cưới, Dạ. nhưng thực sự cái thông tin đó là thông tin không đúng sự thật, Dạ đúng rồi. phải không ạ? Dạ. Vì vậy cho bây giờ chị mong muốn là đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương tiếp tục tìm kiếm cái cặp nam nữ này, Dạ. là chính thanh niên đó và con gái của chị, mục đích chính là chị muốn tìm con chị quay trở về. Dạ. Và con chị ấy, là cái mối quan hệ là không lành mạnh với thanh niên này, và thanh niên này đã lừa con chị nhiều lần rồi, Dạ. ôm theo phải nói rất nhiều lần, tài sản tiền bạc xe máy phương tiện Dạ. đến giờ phút này kể cả điện thoại vàng bỏng cũng đã đi theo bay hết rồi. Dạ. Vì vậy đội hiệp sĩ có thể Hải Bình Dương đây hôm qua đăng tải lên đã cảnh báo rồi, thanh niên đó là không phải thanh niên đàng hoàng mà thanh niên đó chính là lừa thầy phản bạn. Vì vậy cho nên là quen con gái chị nhưng lợi dụng con gái chị rất nhiều mặt, về tình cảm, về tình tiền bạc kinh tế, kể cả xe và phương tiện, còn nhiều thứ khác vân vân nữa. Vì vậy cho nên là các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng ở khu vực Bình Dương,
ai biết thông tin của thanh niên mà đang đi với cô gái, bé gái mà đang ngồi ở quán cà phê ngày hôm qua ở Bình Dương, ở đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Hải Bình Dương đăng tải lên đấy, thì báo tin cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để các anh em này tiếp tục báo cho gia đình, và gia đình có cách để thuyết phục bé, để đưa bé quay trở về. Chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên video này, để hy vọng là cái video này được sự lan tỏa nhiều hơn nữa, để con chị sớm có cơ hội mà tỉnh ngộ quay trở về không chị? Thì em cũng coi được cái clip của anh hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải đó, thì hôm nay em đến đây em nhờ đội hiệp sĩ tìm giúp cho con gái em với lại mà cái chàng trai tên Bảo đó, là cho con gái em nó về, chứ giờ bạn đó giờ trộm cắp vậy em cũng sợ, gái em cũng chưa có đủ tuổi nữa. Thanh niên này là chắc chắn có rất nhiều mối quan hệ tình cảm nam nữ với con gái chị, bởi vì đã rất thân mật. Vì vậy gia đình mình phải trình báo cơ quan công an là cơ vụ việc là bị một thanh niên ngoài 20 tuổi đã dẫn dụ dỗ con gái chị dưới tuổi thanh niên để đưa đi rất nhiều ngày như vậy. Và có thể là gia đình chị sẽ phải tìm hiểu xung vụ việc cụ thể là yêu đương làm sao, như thế nào. Và có thể là báo cơ quan công an, công an có hướng xử lý nếu thực sự mà đó, nếu thực sự mà có mối quan hệ mà thân thiết, bạn bè nam nữ mà thân thiết với nhau, thì chắc chắn là thanh niên này sẽ phải bóc lịch, cho đi bóc lịch. Chứ thanh niên này nhìn có vẻ là nhẫn ngỗ ngược, chơi với bạn, lừa bạn một chiếc xe. Thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Bình Dương đã đăng và đã tìm được rồi. Đó, chị có yêu cầu gì, chị có điều nào muốn chia sẻ để thanh niên này hãy nhanh chóng buông tha ngay lập tức con gái chị dưới tuổi thanh niên không? Dạ thì em cũng nói là bạn Bảo này á, là đem con gái của em á về, còn không là em sẽ đi trình báo công an, tại vì em cũng lần đầu tiên đi em cũng đã báo rồi, thì công an nói là đợi một ngày hai ngày nữa rồi công an sẽ mà điều tra, mà bữa nay á, tới bữa nay luôn là đi một lần về rồi, em tưởng là về nên rồi lần sau đi nữa lấy gì đó, lấy đồ lấy đạc trong nhà đi vậy đó, thì em cũng không liên lạc được, nhờ anh Hải anh bắt được là bạn đó lừa xe của bạn khác nữa, nên em mới thấy được cái clip, nên hôm nay em muốn nhờ anh đội hiệp sĩ là tìm giúp đứa bạn đó cho em, bắt các bạn đó về rồi xử lý, đưa ra công an xử lý thì sao, chứ con em nó chưa có đủ tuổi nữa, nó còn thời dại vậy. Vụ việc này phải nói là rất căng thẳng, không đơn thuần là một vụ việc mà một bé trai một bé gái đi chơi với nhau, mà đây một vụ có thể lừa tình và lừa tiền con gái chị. Vậy thanh niên đó nhìn không đàng hoàng một tí nào hết, mình không kỳ thị với những người xăm mình xăm chỗ, nhưng đây thanh niên này hoàn toàn là rất ngỗ ngược mà lừa thầy phản bạn như vậy, chơi với bạn mà chính mình là còn lừa các bạn. Vì vậy không có loại trừ mà có thể là sau này sẽ bán chính bản thân con gái chị, bởi vì con chị tuổi đời rất nhỏ, mới có 14-15 tuổi, có thể là quen biết con chị lợi dụng, khi hết lợi dụng chúng có thể bám vào các đường dây tổ chức lừa đảo mà có thể sang nước ngoài, sang qua biên giới, thì con chỉ cái cơ hội mà tỉnh ngộ để quay trở về cùng với mẹ với cha mà ân hận, những gọi là thực sự là rất muộn màng. Dạ. Chị có điều nào chị muốn chia sẻ để cô chú anh chị mọi người giúp chị nhiều hơn? Dạ thì trên trang của anh Hải thì em cũng mong bà con cô bác là tìm thấy bạn Bảo với con gái của em ở đâu thì chia sẻ giùm em, rồi liên hệ với đội hiệp sĩ giùm em cho em tìm con gái em sớm. Cô chú anh chị trên cộng mạng mà nếu mà ai biết thông tin thì mọi thông tin chi tiết mà một bé trai bé gái đang sống cùng nhau gần như vợ chồng như thế này, thì nếu như không gọi điện nhắn tin được thì có thể là nói nhắn tin trực tiếp trên các kênh truyền thông ở Facebook, YouTube hay là fanpage của các anh em đã đăng tải, để anh em biết hướng, biết thông tin, để anh em nên tìm bé trở về cùng với gia đình. Bởi tuổi đời rất nhỏ như thế này thì cái cơ hội mà bị dụ dỗ, bị lừa đảo thì là nhiều phần trăm. Hiện nay đang sống chung với thanh niên như thế này thì thanh niên chỉ có lừa đảo thôi, thanh niên hiện nay không nghề nghiệp. Đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Hải Bình Dương đã phỏng vấn, chia sẻ cái câu chuyện là bé đi làm gì, và thanh niên trả lời là con đi phụ hồ, nhưng thực sự nhìn không có dấu hiệu gì để gọi đi phụ hồ, nói phụ ở đâu thì không biết rõ địa chỉ cụ thể. Nên vì vậy cho nên là thanh niên đó không phải con người đàng hoàng, không phải con người chịu khó làm ăn, mà bản thân kể cả có yêu đương thực sự nam nữ chăng nữa mà con chỉ dưới tuổi thanh niên này thì thanh niên chắc chắn là sẽ dính vào vòng pháp luật. Dạ, hôm nay chị đi với mẹ chị là gọi là bà ngoại phải không ạ? Dạ, bà ngoại. Dạ, xin phép cô có thể cô giới thiệu về cái câu chuyện mà con gái của cô trước đây có thường xuyên bỏ nhà đi không, là như thế nào? Cô mời cô. Hồi đó giờ cô nuôi nó là cháu ngoại, nó là cháu ngoại nuôi từ 6 tháng đến bây giờ.
Trong khi nó mới được là 14 tuổi nên lên đây nó ở với mẹ nó lo nó mặn trên này, mặn trên này rồi mặn thời gian qua bên Sáu nó mặn mẹ với cha nó sợ nó khổ. Mới bắt về bên đây. Bắt về bên đây thì bắt cho nó giữ đứa em. Đâu nửa đêm nữa hôm gì nghe bắt đầu nó nghe lời người ta nó bắt anh em nó đi nó bỏ gì vậy đó. Bây giờ ngoài lên đây nhờ bên hiệp sĩ. Còn có coi cờ liếm đây thì con về với bà ngoại hồi đó giờ bà ngoại nuôi con khổ lắm chân ơi. Bà ngoại mấy tháng ngoài đây bà ngoại không ăn không uống gì trơn á. Con về đây với bà ngoại với cậu ba rồi với bà ngoại cũng thương con dữ lắm. Con ngoại cũng mong muốn con về đặng sau này đặng con ngôi ngoai lại đặng con lo ăn lập trường cái tính mạng của con. Chứ con theo cái thằng này là con khổ dữ lắm con. Con không biết nói gì hơn thì cảm ơn bên hiệp sĩ. Nhưng mà con giúp được hai cháu gì thì cảm ơn bên hiệp sĩ dữ lắm. Hiện nay giờ cô không biết nói gì hơn giờ. Hiện nay cháu ngoại của cô phải nói rất đáng buồn đi theo một thanh niên không rõ ràng, không có làm bản thân nghề nghiệp không có, nay ở đây mai đó, nay sống bờ mai sống bụi, hiện nay chỉ còn là lừa thầy phản bạn, trộm cắp, có thể là còn là rất nhiều cái tệ nạn khác, có thể là anh em chưa dám chắc nhưng mà có thể là rất nhiều tệ nạn khác sẽ liên quan đến thanh niên này. Thế vì vậy cho nên hy vọng là bé gái hãy tỉnh ngộ và quay trở về đoàn tụ cùng với bà ngoại, vì bà ngoại nuôi con rất từ lúc con rất nhỏ, còn đến giờ phút này thì con cũng gọi là chưa phải là trưởng thành nhưng mà cũng có một cái sự hiểu biết nhất định. Hy vọng là con sẽ hiểu biết cái câu chuyện là mẹ và bà ngoại và ba đang tìm kiếm khóc trong vô vọng như thế này, rất lấy làm tiếc. Đổi tiền thì nhà Nguyễn Thị Dương, hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Dương ở đây rất lấy làm tiếc là cái câu chuyện hôm qua tìm được thanh niên và bé gái chính là con cháu gia đình của mình, nhưng mà rất lấy làm tiếc là hôm qua gia đình không báo tin và không biết sớm. Nếu biết sớm thì hôm qua anh em ở đây sẽ có khuyên răn hoặc là sẽ báo cáo vụ việc để cho gia đình tìm được bé quay trở về. Nếu biết sớm thì mà gặp nó ngày qua rồi là cảm ơn hiệp sĩ luôn, mà bây giờ không biết nào mà tìm được nó nữa nè. Dạ, thì con cảm ơn cái câu cái cuộc chia sẻ của cô nữa, của cô và của ba mẹ của bé. Hy vọng là cái video này, cái clip này được sự ủng hộ của các cô chú anh chị ở đây, thì chỉ cần sự chia sẻ thôi, vì chia sẻ lên mỗi một video này, chia sẻ lên thì sẽ nhận được rất nhiều các ý kiến, trong đó thì có thể là sẽ biết tin rõ ràng bé trai và bé gái hiện nay đang sống ở đâu, để các anh em lại tìm cách được khuyên giải bé quay trở về, và cùng với đó là gia đình hãy báo cơ quan công an để xử lý vụ việc cho rõ ràng. Bởi vì hiện nay thì con chị tuổi đời rất nhỏ, dưới vị thành niên, nó đang cần sự bao bọc bảo hộ của không những gia đình mà của pháp luật và của toàn công dân. Cô chú anh chị, nếu mà có chú anh chị gặp thanh niên này ở đâu á thì cô chú anh chị điện thoại cho số Sĩ Nguyễn Hải Bình Dương 0913 785858, thì mong quý vị quý chú chú chị giúp giùm. Thì thanh niên này á dắt bé này đi rồi thì sẽ đổi cái bé khác nữa, sẽ hại thêm nhiều bé nữa, cho nên là quý cô chú anh chị và thanh niên này là phải đưa lên pháp luật trừng trị. Dạ, cuối video này thì con xin phép được thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của cô cũng như của gia đình của chị. Chúc cô cùng với toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hy vọng là trong thời gian sớm nhất thì đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương sẽ tìm được thông tin bé gái chính đi bên người mà lừa xe của cái người bạn xì lúc ngày hôm qua ở tại trong quán cà phê cô nhé. Chúc cô anh em cũng làm thải clip từ lên này á cô. Chị báo công an phường nào rồi? Dạ em báo công an phường An Phú. Báo ngày nào? Báo ngày 15. Báo ngày 15 tháng 11 á. 15 tháng 11 đến nay cả tháng rồi. Dạ. Hay cả tháng mấy ngày rồi. Ủa mà công an trả lời sao? Công an kêu em á là đi về á photo giấy tờ xe với cái hình con em đi rồi đội tuần tra mà đi lỡ có gặp á thì báo về cho em biết. Còn không mà con em mà có vi phạm hành chính hay pháp luật gì á công an tự tìm tới nhà em. Rồi rồi để cô ghi nhận rồi có gì anh em xin hãy sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Sẵn sàng cảm ơn mọi người. Cảm ơn.